Vâng, thưa quý anh chị các bạn, mình đang đứng ở trước lô đất Đất Xào có thổ cư ngang 10m, đằng đuôi là view hồ. Đây, quang cảnh trên đất của chúng ta ở đây. Đất của chúng ta là từ vị trí này sang vị trí này là 10m. Đường ở đây, đường trước đất là đường bê tông, rất là đông dân rồi. Đối diện của mình sang là vườn cao su. Lát nữa mình sẽ gắn cái hình ảnh flycam lên cho quý anh chị. Đây là chủ đang có nhu cầu cần bán lô đất ở đây. Quý anh chị có nhu cầu đầu tư xin liên hệ với Quyền Anh nhà đất Bình Phước theo số điện thoại ghi ở góc màn hình bên trái nhé. Xin chân thành cảm ơn. Vị trí đất của chúng ta đối diện sang là khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng á. Cái vườn cây cao su ở đây là khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng này. Đây là khu công nghiệp. Đây mình sẽ thu nhỏ lại cho anh chị coi. Đây là cái vị trí đất của chúng ta ở đây này. Đây là khu công nghiệp trước đất rồi. Có một hệ thống đường vành đai chạy song song ở đây rất là lớn. Đây. Quanh của mình là khu công nghiệp hết. Đây, vị trí đất ở đây này. Vị trí đất ở đây. Khu công nghiệp này, khu công nghiệp. Trước đất khu công nghiệp. Và khi chúng ta kéo ngược sang đây ấy, ở đây là khu công nghiệp Nam Đồng Phú hiện hữu này. Ở đây là chợ Tân Lập và trường tiểu học Tân Lập, phòng hành chính công của Tân Lập. Ở bên dưới là Phú Giáo Bình Dương rồi, một vị trí rất là đắc địa quý anh chị. Quý anh chị có nhu cầu đầu tư tiềm năng ở đây, có thể vừa có thể sử dụng được view hồ ở phía sau của đất và vừa có thể xây nhà trọ cho thuê khi mà khu công nghiệp này nó lên hiện hữu rồi. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị coi video. Vâng, đây là cái vị trí mình đang đứng ở trước vị trí của lô đất này. Mình sẽ ghi cái vị trí ở đây cho quý anh chị và các bạn. Mình sẽ đo khoảng cách ha. Đây, vị trí của mình là ở cái chấm tròn này này. Mình sẽ đo khoảng cách cho quý anh chị coi. Đây, khoảng cách của mình ấy là khi kéo ngược ra trường tiểu học Tân Lập B này là 1,6 km. Chúng ta kéo ra bên đây là ranh về Bình Dương này, là chỉ 1,7 km là về Bình Dương rồi. Khi chúng ta kéo ra trạm thu phí Tân Lập ở đây ấy, là có 2,4 km. Ra khu công nghiệp Nam Đồng Phú là 2,8 km. Đến nhà thờ Tân Lập ở đây là 2,7 km. Trung học cơ sở Tân Lập là 2,7 km. Và chợ Tân Lập ở đây, đây có cái trường chợ Tân Lập ở đây này là 2,6 km. Ở đây là có, khi chúng ta kéo ngược cái cụm Tân Tiến 1 là 7,7 km. Đây, cóp mắt Đồng Phú này, trung tâm huyện Đồng Phú là 8,9 km, trung tâm hành chính công là 9 km, khu nghiệp Bắc Đồng Phú là 12 km, và đồng xoài 3 ở đây là 15 km, sang đồng xoài 1 là 15 km, và sang đồng xoài 1 và 2 là 14 km, lên đến vòng xoay đồng xoài là 19 km. Ở kéo ngược về phía Phú Giáo ấy là đây, dành cho trường giáo xứ Nước Vàng là 8,6 km thôi, rất là gần đó quý anh chị. Đằng sau đất của mình là hồ Suối Giai, view hồ Suối Giai. Vâng, thưa quý anh chị, với một vị trí rất là đắc địa, trước mặt đất của mình là quy hoạch khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng. Hiện tại gần khu đây là đã được chở những thiết bị ống cống đến để quy hoạch những con đường làm khu công nghiệp rồi. Và phía sau của mình ấy là view hồ Suối Giai, một cảnh rất là đẹp. Hiện tại đất của mình ấy là ngang 5, sâu vào 110, nghĩa là chiều sâu và chiều dài đấy là 110m. Là đằng sau có hồ và có 100, đã có 100m thổ cư. Nếu mà anh chị mua đất ở đây ấy, thì có thể là mình tận dụng được là cái view hồ ở phía sau, và mình có thể xây nhà trọ cho công nhân thuê ở khi mà khi khu công nghiệp hiện hữu lên. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã coi video. Xin cho Quyền Anh nhà đất Bình Phước một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ kênh để kênh ngày một lớn mạnh hơn. Xin chân thành cảm ơn.